Bắt đầu từ 0 giờ ngày 14 tháng 8, ngay sau khi lệnh cách ly toàn thành phố có hiệu lực, chính quyền và công an tỉnh Hải Dương đã thành lập các chốt phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Ngay trong đêm 13 tháng 8, gần 200 chiến sĩ đã đồng loạt ra quân triển khai hơn 33 chốt kiểm soát trọng yếu tại các cửa ngõ ra vào thành phố để bảo đảm cho ngày đầu cách ly xã hội. Ngay sau khi có thông tin 3 ca nhiễm mới trên địa bàn, thành phố đã thực hiện phong tỏa khu vực liên quan, nhà hàng 36 Ngô Quyền, truy vết F1 và đưa về khu cách ly tập trung, thực hiện giám sát cách ly F2 đang cách ly tại cộng đồng.